nhà bà thầy vừa là hết hạnh rồi mà. Đấy, tôi nói là như vậy, nói không ăn thua đâu, nhà bà này đỗ lớn mắt à, giờ bán lúa mà nằm mà lúc mà lên lúc mà như nhà tôi làm có công như bà làm phần lớn người không ạ? Đấy, đấy, nhìn cái lúa kiểu này nè, lấy công cán đâu nữa, lấy lời đâu nữa, quá trời. Bây giờ phân là đã tới 1,000,000 một bao rồi. Đấy, thì chúng ta nói anh cứ sầu riêng anh biết đấy, bao phân đấy, trời anh bỏ ra nguyên nguyên, cứ cầm đi một phân là mấy triệu bạc. Thì chúng ta cái này chưa thì có 500-600 bao phân. Cái máy nhỏ mà khỏe ghê không? Leo phát bột lên luôn. Rồi. Đấy, muốn đi đâu thì đi à. Ôi, 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 ôi. Đấy, sau khi mà trình diễn cái tay lái lụa tới cái chỗ đó là bị đổ hết một bao. Bây giờ là mấy anh em lên phụ nha. Lúa này theo mọi người là đoán thử xem được có được một tấn một sào không? Một tấn một sào không? Đây đó, gì đâu mà toàn thấy cỏ không à, chim ăn hết. quá ghê. Quá ghê. Phát biểu cái cảm giác đứng phía sau sao nó như thế nào? Ghê thiệt. Hết dép bẩn hết tài xế rồi. Đùa ăn kiếm một con đường ăn đi hẳn một đường đi ăn đi. Nhà bà thì thầy vừa là hết hạnh rồi mà. Đấy, nói không ăn thua đâu, nhà bà này đỗ lớn mắt à, giờ bán lúa mà nằm mà lúc mà thầy lên. Cái này chẳng qua là tiền cũ đổi tiền mới thôi. Không ăn thua, lúc mà như nhà tôi làm có công như bà làm phần lớn người không ạ? Đấy, đấy, nhìn cái lúa kiểu này nè, lấy công cán đâu nữa, lấy lời đâu nữa, quá trời.
phân nó đẹp biết bao nhiêu phân chứ. Bây giờ phân là đã tới 1,000,000 một bao rồi. Đấy, thì cái này anh cứ phân sầu riêng em biết đấy, bao phân ấy, anh bỏ ra nguyên quanh, cứ cầm đi một phân là mấy triệu bạc. Ừ. Thì nói chuyện là chưa, thì có 500-600 bao phân. Sắp cái kiểu này chắc ói cơm luôn. Đập mạnh ga lên. Bé bé mà khỏe ghê. Chỉ có xì rượu là ngon rồi chứ không sầu riêng. Con cái làm sầu riêng sao ngon bằng xì rượu? Đâu, con cái làm như mình làm. Nha. Yeah. Thì đó con trâu con bò mới bệnh. Bây giờ trong nhà chữ mấy cái thịt dê. Còn phải đâu lấy đó ký thôi. Ký là sao đủ mấy anh em? Vậy sạch sẽ. À, chủ nhà nhiều miệng ha? Không, bán cho nó đâu biếu này mình. À. Nó qua. À. Xong rồi đến chiều đủ đó là hải lý. Bán cho nó. Mát với ông Vương. Xong nó biếu này mình. Nó thịt, nó nhờ đun nước. À. Nó béo biếu này mình. À. Nó còn hơn 2 ký. À, ý là anh bán về cho nó gì? Ừ, bán về cho nó, xong nó thịt nhờ. Bán thằng ấy, thằng nó mua rẫy của thứ trong cái kia à. Thằng sầu riêng ấy. Bỏ đi thơm lên. À. Cái tay gì trong đó đó hả? Làm lễ bên đó đó gì? Ừ, bên trong nhà coi đây. Rồi.